Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình dẫn hai cái người bạn của mình đi chọn chó mông cọc, thì được một cái sự giới thiệu của anh em đến xem cái đàn này đây. Đàn này toàn sô cô la đẹp. Đây, chú chó poodle. Con poodle này như đang chửa ra đâu à? Hay là béo thế à? Chó vào nhà thì sang rồi, đẹp quá, giống như con gấu con ấy. Đàn nhà bạn này rất là đẹp luôn. Con đấy là con dài đuôi, cắt đuôi cho khách đúng không? Ôi con. Đây, đẹp quá, nhà bạn này nuôi chó rất là đẹp luôn, yêu. Đây, con này con cục tịt đây. Hôm nay mình dẫn hai người bạn của mình đến. Hai người bạn của mình cũng không muốn xuất hiện trong video nên là mình sẽ chỉ quay chó thôi nhá. Đây. Trông này thôi nhưng mà gần như là hết rồi, gần như bị đặt hết sạch sẽ rồi. Thực ra nhìn chó con là hơi khó, chỉ bọn em là những người có kinh nghiệm. Chứ còn thì... Không, như bọn em sắp cái là như này. Mua, mình xác định mua từ cái đấy tầm khoảng 2 tháng rưỡi và mũi tiêm thứ hai ấy, thì mình trước để đánh giá hết con chó. Đấy, đến lúc nuôi về phải tầm 8, 9, 10 tháng thì mới phát huy được, ví dụ như là con nào xuất sắc thì nó sẽ là xuất sắc. Đấy là con này có thể sử dụng cả tay nuôi nữa. Và hên xui đấy. Không phải quấn chủ đúng không? Đúng rồi. Cứ qua tay là sửa cả bản thân em, không xin nuôi qua tay. Con đấy lại ở kia đấy ạ. Con vàng này là cùng đàn. Con vàng đấy lại cùng đàn cả con ba nhỏ kia. Vì nó đuôi này em để riêng rồi đấy. Ừ. Lỗ đuôi thì bán làm pet thôi, bán trong nhà trong nhất thôi. Mình nói rõ cho mọi người thôi, phong thủy. Nuôi trong nhà. Nhưng mà người ta cũng mua hết rồi. Đúng rồi. Như này nhưng mà sau này có khi sinh sản lại ra cục đuôi xịn đấy nhá. Đúng rồi. Nhưng mà dân không có tiền thì họ không biết chơi gì. Đúng rồi. Họ chỉ những người không có tiền thôi. Ừ. Con này đi tăng lợn này. Đấy. Vừa thay lông xong đấy. Vừa thay lông được đầu đấy. Hoàng lắm, vệ sinh rất ngang cực kỳ luôn. Chú nhìn nhà cháu nuôi nhá đấy. Cháu bao giờ nghỉ ở sân đâu. Không bao giờ. Đi vệ sinh. Chỉ có ra ngoài. Con này 10 tháng à? Được 10 tháng. Con đã 14 tháng. À 14 tháng. Mà vì các bạn nó lo vẫn non đấy. Chưa va chạm cả. Chưa quả cái đây là 14 tháng tuổi. Vâng. Cái lúc mà nó phối được thì chó này cháu lại vẫn mới con này phối được thì nó vẫn còn non này, cháu không nắm được. Nhưng mà gọi là hờ nuôi là vẫn hơi béo một tí đấy. Con này hơi béo một tí ấy. Dạ. Vâng. Cọc mình thích nó khô hơn một tí. Anh có tin không? Nó có khi 2 ngày. Trước kia nhà em ấy chưa. Ăn ít luôn. Nhà em mà chưa có em bé là em buổi chiều là dắt ra sau chạy lại. Dạ có bãi đá bãi đường sau này. Bạn này vừa thay lông xong đấy ạ. Nâu no sô-cô-la đẹp. Chuẩn màu mà là màu hay gọi là màu quý sông. Bắc Trung thì toàn nuôi chó Tây thôi. Bắc có một cái dòng chó mà lông sô-cô-la mà bác ấy nuôi ngày xưa là con Labrador ấy. Màu cũng như này Bắc Trung nhỉ? Mình có mấy màu. Con này tầm 24 cân ạ. Tại vì từ lúc thay lông xong cháu cũng bận, em bé cũng chưa cân lại được. Trước là giờ chiều nào sẽ dắt nó ra sau chạy cả hội đấy. Nhưng từ ngày có em bé thôi chả có gì. Em bị bán bao tiền? Dạ. Cháu lần đầu tiên ấy, cháu tính là như thế này đó. Bắt chẳng có chuột giỏi lắm. Cháu tính là cháu mua phải chảy gió phối. Ra sau nhưng mà các anh ấy lại bảo cháu như này. Chủ mang luôn. Nhưng mà lúc mua cái thời điểm đó. Cắn dã luôn ở sau. Sau cháu làm chuột chuyển được cho con. Chú ơi. Con này là... Đúng rồi. Thế là bảo bây giờ trước là cho là trước đây để cho nó để ấy nhưng mà ngoan lắm. Ngoan là tình cảm. Mà đuôi nó nhả đây. Chào con đây. Sô cô la.
nữ nâu đẹp. Ở trong này thì có mấy chú chó khách đặt rồi và cũng là chó phong thủy thôi. Khách người ta muốn cắt đuôi. Những cái nơi uy tín thì người ta sẽ nói rõ luôn là cắt đuôi hay là không cắt đuôi. Giá chó cắt đuôi thì rất là rẻ. Nghe không con? Sa lơm là tầm 1 tháng thì chưa. Đây, đẹp quá. Vâng, chú là có lúc lựa cháu. Vâng. Chó giúp cái này ra chỗ ngoài này. Bố là con rết. Mẹ là chó, một con chó cũng kiểu như con này cháu. Nhưng mà con này con không miếng. Con phải có miếng. Hay con mỡ nhỉ? Con rết 1000 bán về Hải Dương hay sao? Vâng, bán Hải Dương. Anh em mang con này xuống dưới Hải Dương. Con này xuống dưới Hải Dương. Lứa đầu chó đẹp lắm, con này lứa đầu chó đẹp xuất sắc luôn. Nó như con chó sói. Cóp. Ngoài này bắt con này bắt đến rắn to lắm. Cóp tên là cóp. Dạ lại không bận không cho nó chạy ra ngoài. Nô Sục La 14 tháng tuổi. Đuôi thỏ luôn đấy. Đuôi xịn đuôi thỏ. Dạ vâng, đứa này nó đợi 3 con nó chỉ làm thỏ bị làm chết chỉ nó con. Tốt quá, con này để chết. Con này 20 con này 21. Con này mà về thả cái chỗ sân nhà bác mà rộng rãi thì nếu mà nuôi để trong nhà mình to thì nuôi một con này áp khuôn luôn. 8000 mét thì cái được thế thì cháu thật cả chú lên phát triển được mà. Nhà cháu có mấy trăm mét thế. Bác thì giống này là bác nuôi chơi thôi. Chứ bác thì không làm kinh tế. Có cái rồi đấy cháu bảo bây giờ cứ ở với bà nào lâu quá thì cũng phải xem lại. Đấy. Không nhiều trại nó phải để được giống để riêng, riêng cái rồi. Riêng và chó con riêng. Cháu mua để về để phối nhưng mọi người lại bảo thế, cho nên là cháu bảo bây giờ nếu mua về mà đã không phối thì cũng hơi phí. Cứ cho cái đẻ thì nó sẽ hơn. Nuôi không gần nhau như này nó đến thể nó tiêu chuẩn gì sang người nó không ham kiểu chó lạ. Nó không ham nữa. Đấy, nó quen mùi mà. Thế mà. Con này là cháu biếu thằng nó tặng cho thằng em rồi. Con thịt này. Con thịt đấy. Đấy. Tặng cho thằng cô em đội trưởng đội điều tra công cộng Mường La. Cóp. Đúng rồi, còn khi mà nó lên mới còn 5-6 tháng có để tiền nó lên chút thôi. Vâng. Nhưng mà mình cảm thấy đỡ hơn. Bởi vì thế này này, cái tiền mình bỏ ra nó cũng chuyện không có vấn đề đâu. Cái phền trắng này thì không thành vấn đề đâu. Trăm thế thì thoải mái mà. Vui chơi mà. Vui chơi không có vấn đề đâu. Kể cả đi công nhận giống cũng được mà. Ở trong không, đấy không. Không có cái gì lỗi thì mà không công nhận giống được cả. Cái này đủ mà. Đầy đủ hết. Trong dáng cho tỷ lệ. Nó chỉ là anh ơi, nó màu mắt nhạt là một này. Mấy cả răng anh ạ là không được công nhận giống không. Hai nữa là mình cũng đồng ý việc là bây giờ các bạn vẫn đang đi làm rồi là có con nhiều ấy. Đã. Thôi cứ lấy cái con nào nhiều khi nó hợp ấy. Vâng, đúng rồi. Cho con giống. Vâng. Sau thì thôi. Vâng. Còn bây giờ mình đưa con chó để mà để sống xong rồi để cái bọn trẻ giống như con khác ấy. Vâng. Đấy nó buồn cười lắm. Trước kia là thật sự là nhà cái con này là em định nuôi ở trước để cho thứ nhất là trong nhà nhưng mà nghe con nhỏ nên là sức thôi là bệnh cho ở đây nó lại quen cả một cái này ra đấy. Nói chung là một chủ nhà thì cũng thiêng rồi. Một chủ nhà không thiêng. Nuôi một con đực mà một dàn cái như này thì cũng rất là khó. Vâng. Răng này là răng này đủ hết ạ. Nếu con này rồi y là cọp. Đấy. Răng lợi đầy đủ hết. Cháu đã bảo hành răng thôi chú. Răng lợi thôi chú. Răng đuôi giờ này thì ấy rồi, nó rõ ràng ra rồi. Xe một chiều tham khảo mà bắt là bắt. Giờ thì mình sẽ được chuyển nhé.